tình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời lời Việt thương ngàn năm văn hiến đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát. Cảm ơn Hưng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài IBC TV. Một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình Câu lạc bộ Thượng nghệ sĩ Talk Show. Chương trình này được phát hành hàng tuần vào mỗi chiều chủ nhật lúc 3:30, sáng thứ ba lúc 9:30 cũng như là chiều thứ năm lúc 3:00. Thực hiện chương trình này chúng tôi nhằm mục đích là giới thiệu những sinh hoạt, những tâm tình của các anh chị em nghệ sĩ cũng như là những chương trình hữu ích trong cộng đồng của chúng ta. Đến với chương trình ngày hôm nay, cảm ơn rất vui có sự trở lại của một người chị, một ca sĩ, một tiếng hát luôn luôn gắn bó với những sinh hoạt của câu lạc bộ Thượng nghệ sĩ. Cũng như chúng tôi không quên nhắc, chị là một cô giáo rất là nhiệt tình trong chương trình của các em thiếu nhi. Mến chào chị Thùy Châu, mời chị gửi lời chào khán giả của đài. Chào Cao Minh Hưng, chào tất cả các khán giả của đài IBC TV. Hôm nay Thùy Châu trân trọng chào quý vị và hân hạnh tham gia chương trình âm nhạc với câu lạc bộ Thượng nghệ sĩ lần này. Rất là cảm ơn chị. Cảm ơn chị cũng nhắc đến một cái hướng mà chúng tôi đã thực hiện trong thời gian vừa qua, khi sau khi mùa Covid thì trở lại với studio, mình cũng muốn mang cái tiếng hát, niềm vui, những cái entertainment gửi đến quý vị khán giả. Đó là lý do chúng tôi, quý vị thấy trên trước mặt các bạn thường cái đàn keyboard, rồi cũng có tiếng đàn guitar của các anh trong ban văn nghệ của câu lạc bộ Thượng nghệ sĩ. Các anh chị không những đến đây chỉ tâm tình những sinh hoạt của mình mà cũng gửi tiếng hát, lời ca đến khán giả khắp nơi. Chúng tôi một lần nữa rất là cảm ơn quý vị trong thời gian vừa qua cũng gửi trên Cao Minh Hưng những cái feedback, những là ý kiến đóng góp của quý vị. Một lần nữa số điện thoại của Cao Minh Hưng là 714-403-9315. Và cái sân khấu này không chỉ dành riêng cho các anh chị em câu lạc bộ Thượng nghệ sĩ, mà có thể quý vị, các anh chị em ca sĩ ở khắp nơi muốn tham dự chương trình, hay những ca sĩ ở xa có dịp về miền Nam Cali cũng có thể liên lạc với Cao Minh Hưng để đến với studio của đài và gửi tiếng hát của mình qua đài IBC TV ở khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì Thủy Châu phải nói chúng ta cũng vừa mới xong một cái chương trình ở ngoài Marshall Park, phải không? Rất là mệt. Tuy nhiên thì ngày hôm nay rất vui các em trẻ, các cô giáo, các phụ huynh cũng đến để tham dự một cái chương trình. Đó cũng là một trong những lý do mà những cô giáo như là cô Thủy Châu, cô Nhật Linh, các thầy cô Nguyên Trần, rất là nhiều, kể tên không hết cô giáo, đã bỏ rất là nhiều thời gian, công sức để đến để mang các em trở về với ngôi cuồng của mình qua âm nhạc. Những bài hát mà Cameron đang thấy chị chọn, mỗi lần mà chị chọn rất là phù hợp với những cái chương trình như là Trung Thu, rồi Tết. Khi mà chị hướng dẫn các em, rồi cũng hướng dẫn những cái điệu múa, rồi chị còn giải thích ý nghĩa của bài hát nữa. Chị có thể tâm tình quý vị khán giả trước khi mình nói về âm nhạc riêng của trong cái sinh hoạt của chị, thì là một cô giáo hướng dẫn các em, cái lứa tuổi trẻ như vậy, thấy các em bập bẹ nói tiếng Việt rồi, có mệt hơn không chị, so với những cái em mà trước đây chị có dịp tiếp xúc với các em, như là khi các em hiểu được tiếng Việt nhiều hơn so với những em sinh ra ở đây? Nói chung thì có những em cái ở tình nghệ sĩ, đặc biệt là không phải là tất cả những em hồi đó giờ là cứ sinh hoạt như vậy, mà mỗi đợt lại có thêm những cái phụ huynh đem con em vô, thì những cái những em mới vô thì thông thường thì không có rành tiếng Việt, nhiều khi mình muốn giải thích, nhiều khi mình nói các em không có hiểu, nhưng mà đều dần dần các em nghe nhạc, các em thích nhạc, rồi các em cũng cố gắng, thành ra những cái bài múa mình thấy, nói chung là mình nghĩ giống như là các em theo mà em thích. Mình hồi sáng cũng ra ngoài Park, ở chỗ mà Working for Việt Nam đó, thì một cái mẹ của học sinh cũng nói, trời ơi cô, con bé nó thích đó, rồi cứ về là nó nghe cái bài nhạc đó là nó rất là thích, rồi nó hát theo được luôn. Thành ra là mình thấy cũng vui đấy chứ nhà. Thì nói chung là ở đây phụ huynh nào cũng muốn các con của mình viết được, nhớ được cái về quê hương, yêu mến Việt Nam, rồi nói được tiếng Việt và có những cái văn hóa, hiểu được cái văn hóa Việt và giữ gìn cái văn hóa của mình. Thành ra là mình nghĩ trong cái sinh hoạt của tình nghệ sĩ với thiếu nhi đó là một cái môi trường rất là tốt cho các em, để các em có thể nhớ được về cội nguồn của mình. Rất là cảm ơn chị chia sẻ những tâm tình này. Thì trở lại với chương trình âm nhạc ngày hôm nay, nói đến câu lạc bộ Thượng nghệ sĩ là không thể nào thiếu được những tiếng hát, lời ca. Thì trong phần 1 của chương trình ngày hôm nay, chị sẽ chọn cái ca khúc nào để gửi đến khán giả của đài IBC TV?
Phần 1 hôm nay thì Thùy Châu sẽ gửi bài sẽ hát bài Mắc Lệ Cho Người của Từ Công Phụng. Wow, một nhạc phẩm rất là hay. Nhắc đến những cái sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng thì phải nói ông sáng tác rất là nhiều những bản nhạc nổi tiếng, và phần lớn cái âm hưởng, cái melody, cái arrangement của nhạc sĩ Từ Công Phụng cũng phải là dễ hát. Rất là nhiều những ca sĩ phải nói là khi mà chọn những bản nhạc này để thể hiện thì phải nói bỏ rất nhiều thời gian công sức. Ngay sau đây quý vị thưởng thức tiếng hát, nghe tiếng hát của ca sĩ Thùy Châu sẽ gửi đến quý vị Mắc Lệ Cho Người. Một lần nữa cảm ơn anh Bình Trương đến để cùng cảm ơn đêm đàn các anh chị em nghệ sĩ ngày hôm nay. Và chúng tôi sau bài hát này chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại đã bảo trợ cho đài. Xin quý vị tiếp tục ủng hộ những cơ sở thương mại này để chúng tôi có thể tiếp tục thực hiện chương trình hữu ích, những chương trình vui vui gửi đến quý vị khán giả của đài ở khắp nơi. Nhạt nhòa từ ngàn năm.
tàn hơi thở. Em thấy không, cõi đời vô vọng. Xin em hãy cho tôi tha tình khi em đã đi qua quãng đời tôi. Một khoảnh khắc sớm phai tàn và lệ em rớt trên môi nhạt. Đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn. Vạn cầu tình cũ xin người cho đời. Đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn. Vạn cầu tình cũ xin gửi cho đời. Tình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời. Lời Việt thương ngàn năm văn hiến, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi.